Chuyên mục nguyên liệu và ngày hôm nay thì chúng ta tìm hiểu một chút về vetiver hay gọi là cỏ hương bài. Điều đầu tiên đó là tinh dầu cỏ hương bài thì được xếp vào nhóm hương gỗ. Đây là một cái điều khá là bất ngờ đúng không? Nhiều người thì nghĩ rằng là cỏ hương bài thì khi mà chiết xuất nó sẽ ra cái mùi xanh xanh mát mát, nhưng mà cái tinh dầu của cỏ hương bài thì lại mang tới một cái mùi hương đậm khói rất là nồng nàn và tối, thường là có xu hướng khô nữa, đắng. Và tùy vào những cái tinh dầu đến từ những cái nguồn gốc của cỏ hương bài khác nhau thì nó sẽ mang tới những cái khía cạnh khác nhau. Có thể là một chút ngọt của cam thảo, có thể là một chút citrus, một chút xanh xanh tươi mát, hoặc cũng có thể rằng là mang tới một cái mùi hương kiểu đắng đắng sô-cô-la. Điều số 2 đó là lịch sử của cỏ hương bài thì rất là lâu đời và phong phú. Trước đây thì người Ấn Độ sử dụng cỏ hương bài để có thể đan làm những cái chiếu để chống nắng. Ngoài ra thì sử dụng trong những cái yếu tố về tâm linh, về những cái thờ cúng. Rồi bên cạnh đó thì cỏ hương bài được sử dụng trong y học rất là nhiều, tạo một cái cảm giác dễ chịu cũng như là làm bớt căng thẳng, stress. Và thêm một cái yếu tố nữa đó là ngày nay thì cỏ hương bài cũng được sử dụng trong thực phẩm, có thể làm giảm vị cay. Hiện nay thì cỏ hương bài được trồng khá là nhiều nơi trên thế giới, từ Ấn Độ cho đến Nam Phi, cho đến Nhật Bản, rồi Indonesia, thậm chí là cả Việt Nam. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là cỏ hương bài hiện nay trên thị trường cung cấp cho cái ngành hương thì nó đến từ hai vùng, đó là Java và Haiti. Thực ra thì đây là hai nơi công xưởng mà lớn nhất thế giới cung cấp cái tinh dầu cỏ hương bài cho thế giới. Bên cạnh đó thì còn có cỏ hương bài Bourbon thì đến từ vùng Réunion. Thì đây cũng là một trong những cái cỏ hương bài rất 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 chất lượng. Nhưng mà tại vì một phần do hạn hán, do cái diện tích trồng trọt và do cái lượng công nhân nên cỏ hương bài tại vùng này gần như rằng là rất ít sử dụng ở trong nước hoa. Và đối với hai mùi hương đó là cỏ hương bài Java và cỏ hương bài Haiti thì nó cũng có sự khác biệt. Đối với cỏ hương bài Java thì nó sẽ lên cái nét đậm khói và đắng rất rõ rệt. Và ngoài ra thì cỏ hương bài ở Haiti thì nó có cái xu hướng là nhiều hoa hơn, sạch sẽ và có phần thanh lịch hơn. Còn đối với cỏ hương bài của Bourbon thì nó lại tạo nên một cái mùi hương ấm mát, ngọt của cam thảo và một chút đắng đắng từ sô-cô-la. Có một điều rất đặc biệt về tinh dầu cỏ hương bài đó là nó hoàn toàn đến từ tự nhiên. Những cái phương pháp sản xuất tổng hợp thì hiện nay vẫn chưa cho ra được mùi hương giống với mùi của cỏ hương bài. Mặc dù Firmenich thì cũng đã tìm thấy một nguyên liệu để có thể miêu tả mùi giống cỏ hương bài, nhưng mà thực sự thì nó vẫn chưa được ứng dụng quá nhiều. Cuối cùng đó là một vài chai nước hoa có mùi hương cỏ hương bài vetiver mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở Việt Nam. Số 1 đó là Uncle Noir của nhà Lalique. Số 2 đó là Zuk Zuk Vetiver phiên bản EDP. Đây là clone của Tom Ford Grey Vetiver. Số 3 đó là một những chai nước hoa điển hình về cỏ hương bài mà các bạn có thể thử, đó là Guerlain Vetiver. Số 4 đó chính là một trong những cái mùi vetiver cũng khá là hay ho, đó chính là con Diptyque Vetiver. Và cuối cùng ở một cái vị trí rất đặc biệt và giá tiền cũng khá cao, đó chính là SM Vetiver Extraordinary. Đây cũng là một trong những chai nước hoa có nồng độ phần trăm vetiver lớn nhất ở trên thị trường, 25%. Ngoài ra thì còn rất rất nhiều những cái nhóm hương cỏ hương bài như là Terre d'Hermes, rồi những cái mùi hương nổi tiếng khác. Các bạn có thể bình luận chia sẻ những cái mùi cỏ hương bài mà các bạn ưng ý ở phía dưới nhé.